đây là cái đòn thử thách, thì con theo dõi một cái đòn mẫu để rồi làm theo và đánh trong một phút được bao nhiêu đòn. Tú. Đó. Nhất, bắt đầu. Thôi, con đá cái này nó là cái nghịch lân cước chứ không phải là hổ vị cước. Cái đá này đặc biệt, đá là không có nhìn người, đá không nhìn. Không nhìn, cái này cái gót là chính. Ví dụ nó đá vô con chổi này nè, phải không? Chổi ra, quấn cái gót quấn bằng cái gót. Chứ không có nhìn thế này rồi mới đá như cái bàn lông. Cho em hỏi, từ vì hồi nãy giờ thì mình đá đó thì mình chỉ thuận một bên. Thì trong tập luyện mình có phải thuận hai bên? Phải tập hai bên, có nghĩa tả hữu bình bình, không nhất bình trọng, nhất bình khinh. Những người bình thường thì như vậy là cũng tốt, nhưng mà với cái chính để đánh được bằng cái góc hậu như vậy là cũng chưa được, không? Nhưng mà chắc chắn là với ấy thì những sẽ tập lại được, chỉ có chỉnh lại một tí về động tác. Nhưng mà với thầy đây cũng là cái thử thách cũng được chứ cũng không đến nỗi nào. Mấy đứa con đồng ý không? Ai đồng ý giơ tay? Đó. Rồi, như vậy là duy nhất là chính thức được nhập môn. Chúng ta học võ thì không phải chỉ biết đánh không thôi, mà chúng ta cũng phải biết múa quyền, kể cả về binh khí. Bởi vì những cái đó là nó sẽ bổ sung cho cái thân pháp của mình. Nó nhẹ nhàng, nó uyển chuyển, nó làm con người mình không bị cứng, nó không bị khô. Mình xoay sở nó tốt hơn. Thầy có chỉ hai bài, một bài quyền tay không, đó là bài liên hoa phá thạch, và một bài cung, đó là bài cung dạ xoa. Nhưng thầy chỉ kiểm tra một bài một thôi, đó bài liên hoa. Con bắt đầu ra. Tuy nhiên để cho nó nhuần nhuyễn, nó thành thục, nó ấy cần phải rèn luyện nhiều. Ngay cái tên của cái bài quyền là liên hoa phá thạch, thấy là suy nghĩ một cái sự liên tục của tất cả những cái đòn thế nó đi ra. Đúng. Một cách nhuần nhuyễn. Chúng ta phải tập làm sao mà không để cái trí nhớ chúng ta dẫn cái đòn quyền đi, mà nó trở nên nhập tâm rồi. Giống như khi nó đã nhập tâm, nó trở thành một cái phản xạ tự động nó xuất. Tự động nó xuất. Chứ không để đúng. Cho cái hình tượng của mình không phải suy nghĩ. Dạ, suy nghĩ nữa. Thì nó sẽ nhuần nhuyễn hơn. Dạ. Qua cái bài vừa rồi thì em thấy tất cả những cái thân pháp, bộ pháp nó rất là uyển chuyển và nó liên tục. Sau phần kiểm tra quyền cước, tôi sẽ bước vào phần kiểm tra đối kháng. Và trong nội dung này, võ sư Kim Hải đã dành cho tôi sự bất ngờ khi sắp xếp cho tôi giao đấu với võ sư Kim Hùng. Dạ, xin lỗi thầy, năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay thầy là 1960 rồi. Nhưng mà lúc thi đấu thì thầy thấy bộ pháp của thầy vẫn còn lanh lợi, vẫn còn di chuyển rất là nhanh. Còn về bộ tay thì rất là kín đáo, và thân pháp thì rất là uyển chuyển và lanh lẹ. Thầy vào môn phái mình bao lâu rồi đó?
Lúc ra thì lúc đó hồi nhỏ thì rất là mê võ thuật. Dạ. Đến với thầy Kim Sang là có một cái tình cảm của ông già. Gia nhập môn quán Kim Sang là do anh võ sư Kim Hải là người dẫn dắt Hùng. Thì lúc Hùng còn nằm trên tay của anh Kim Hải. Cho nên khi Hùng trưởng thành, Hùng có tên tuổi nhiều tỉnh đều biết là Kim Hùng của võ đường Kim Sang. Từ năm 1975 tan rã hết thì còn một mình Hùng gây dựng môn phái, gây dựng cho võ đường Kim Sang. Lúc đó thầy Hùng bệnh, Hùng vẫn đặt theo ra ba gác để ngủ thầy. Đến khi thầy mất, Hùng rất là xúc động. Nhưng mà thấy anh Hải là người giờ đứng ra, Hùng rất là vui. Nhưng lúc đó Hùng không tới, lúc bằng công việc không tới thì khi võ là phải luyện tập. Nhưng mình không có tập, mình đi hát phòng trà. Cái cuộc đời của mình không ít cái luyện tập. Hôm nay thấy nghe nói là trong nhất ra chú mới được tập được 2 ngày. Nhưng mà nó mệt quá. Tập để kéo với con, để trao đổi với con những cái gì con chưa biết, những cái gì con biết để mình tiếp thu, để dẫn dắt nhau đi trên một con đường rất là nghệ thuật, đó là võ thuật. Thời của ba mẹ của Nhất, võ sư Kim Hùng là một trong những võ sĩ có tiếng lừng danh ở miền Trung cũng như là nổi tiếng nhất ở Nha Trang, thì lên đài rất là nhiều. Với cái độ tuổi đã lớn như vậy mà khi mà giao đấu với Nhất thì võ sư Kim Hùng còn rất là nhanh nhẹn cũng như là những động tác ra rất là dứt khoát. Từ võ sư Kim Hùng thì Nhất cảm thấy bản thân Nhất là một người trẻ tuổi, thì mình phải duy trì làm sao được cái phong độ của mình cũng như là mỗi ngày mình tập luyện. Khi mình lớn tuổi rồi thì cái sức khỏe của mình vẫn làm sao vẫn giữ được. Từ võ sư Kim Hùng đó giống như là một cái động lực cho bản thân của Nhất. Rồi, được rồi. Rồi. Sau thời gian tập luyện của Duy Nhất tại võ phái đã được kiểm tra về quyền và một số đòn, trong đó cái quan trọng nhất là ứng dụng đòn đánh. Thì vừa rồi Nhất đã ứng dụng với thầy Kim Hùng và sau đó với Kim Tú. Thì thầy thấy rằng như vậy là có tiếp thu tốt. Trên cơ sở tiếp thu đòn tốt này thì chỉ có việc là rèn luyện, tập luyện và tập luyện thì nó mới phát huy được cái hiệu quả của đòn thế. Đầu tiên thì cho con gửi lời cảm ơn đến thầy, người đã chấp nhận cho con được vào môn phái. Tiếp theo là con cũng muốn xin cảm ơn thầy Kim Hùng đã hỗ trợ cho con, hướng dẫn cho con những kỹ thuật để có thể sử dụng trong đối kháng. Cảm ơn bạn Kim Tú đã hỗ trợ cho bản thân con được hoàn thành tốt trong cái phần thi kiểm tra và đối kháng. Tất cả mọi thứ ở đây khi mà mình đã vô trong một môn phái thì bản thân con cũng như là các sư huynh ở đây thì giống như là một gia đình, và mong rằng từ đây khi mà gặp nhau không cần biết ở đâu, ở trong gia đình hoặc là ở ngoài đường thì lúc nào cũng nhận ra nhau và mãi mãi nhớ về nhau. Rất tốt.
khi chia tay thầy. Rất tiếc là cái buổi giao đấu đối kháng này thì mẹ duy nhất bạn không có, thì em cũng đại diện do thay mặt gia đình cảm ơn thầy. Và cũng nhân dịp này thì thầy cũng sẽ, với đẳng cấp của Nhất Tết về cái đạo đức tác phong, xét về cái quá trình tập luyện này nọ vân vân, thầy sẽ phong cho Duy Nhất là Hồng Đai Tam Đẳng. Tạm biệt võ đường Kim Sang Quyền, Bắc Phái Thiếu Lâm. Tạm biệt vị trưởng môn Kim Hải đầy nhiệt huyết. Hai chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Hành trang mang theo của tôi lần này, ngoài những tinh hoa võ phái, còn là lời nhắn nhủ ân tình của võ sư Kim Hải. Trong quá trình tập luyện của Nhất, bác cũng khuyên rằng hãy cố gắng tập luyện. Cho dù nó một cái động tác nhỏ thì nó cũng thay đổi tình thế.